Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã quay trở lại với kênh Sài Gòn TV 123 với một video mới tiếp theo. Hôm nay là ngày thứ ba, 14 tháng 11 2023. Hiện tại Cường đã có mặt ở phía trước chợ Bến Thành Sài Gòn. Mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe, an lành và tràn đầy niềm vui và thật hạnh phúc bên gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng Cường đi vào chợ Bến Thành Sài Gòn, sau đó mình đi qua bên cái con đường Nguyễn An Ninh, đó là phố Mã Lai. Rồi sau đó mình tiếp tục đi dòng các con đường của Sài Gòn và tiếp tục mình đi bên hông của chợ Sài Gòn để mình tham quan và xem về tình hình trong cái cuộc sống của mọi người ở trong cái con đường thành phố Sài Gòn này nhé. Đây quý vị có thể nhìn thấy rồi đó, các tiểu thương ngồi chơi và ngó thôi ha. Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, giờ coi như là buôn bán cũng không có được như lúc trước nữa đó. Khách du lịch cũng ít đi và họ cũng có đến đây cũng lái ra và cũng nhiều đi nhưng mà họ cũng ít có mua.
đây là cái cửa hàng đổi ngoại tệ rất là nổi tiếng Hà Tâm, và phía bên cái cửa hàng bên kia cũng đổi tiền. Đây cái cửa hàng Mai Vân, hai cái cửa hàng này rất là nổi tiếng, chuyên về đổi ngoại tệ ở cái con phố Mã Lai này. Cái con đường Mã Lai này á, thì thường là những khách du lịch người Mã Lai đã đến đây để người ta mua đồ như là khăn chùm và vải vóc của họ. Đây là những cái khu vực này á, người Mã Lai họ mướn những cái shop hay là cái nơi ăn uống như restaurant và cái hotel, và họ đến đây để mướn cái hotel để họ ở là nó gần hơn, tại là cái khu vực này là của cái người Mã Lai á, thì họ có thể đến gần và qua bên cái chợ Bến Thành họ chơi và mua sắm. Đây dọc theo cái con đường này thì bán vải vóc của người Mã Lai để họ phục vụ cho người của họ, và những nơi ăn uống nè, restaurant nè, dọc theo cái con đường này thì họ buôn bán rất là đầy đủ. Đây có một số người Mã Lai người ta muốn ở dọc theo khách sạn ở phía bên cái con đường này.
Đây ở phía góc đường Lê Thánh Tôn và đường Nguyễn Trung Trinh đó quý vị, có một cái quán cà phê rất là dễ thương. Đây, quán cà phê Sài Gòn. Cái quán cà phê này tuy nó nhỏ nhưng mà rất là xinh và sắp xếp bài trí rất là gọn gàng. Đây, quý vị có nhìn theo mấy cửa sổ cùng vô cùng quay cho quý vị xem nhé. Đây có cái xe gắn máy cổ nè quý vị. Trong cái quán cà phê này thì có bán cà phê sữa, cà phê đen, trà thảo mộc và trà sữa. Đây là góc đường Lê Thánh Tôn và đường Phan Chu Trinh. Sau đó Cường sẽ đi thẳng qua bên cái con đường Lê Thánh Tôn này. Dọc theo bên hông chợ Bến Thành thì quý vị có thể nhìn thấy họ bán rất đầy đủ, có bán như là những đồ lưu niệm và cả những cái cây nè và những bông hoa, những chậu hoa tươi quý vị. Đây là cái con đường Lê Thánh Tôn. Bên hông của chợ Bến Thành ở cửa Bắc thì bếp bên hông này chuyên về bán hoa tươi quý vị. Đây, quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy tình hình ở Sài Gòn này á, bây giờ các tiểu thương buôn bán cũng gặp khó khăn lắm, tại vì ở tình hình kinh tế đã tụt dốc và suy thoái á, thì thành ra mình buôn bán cũng không có được. Đây, quý vị có thể nhìn thấy á, thì khách du lịch thì cũng lai rai nhưng mà họ thì cũng không có mua nhiều như lúc trước. Đây, Cường đã đến ở cái góc đường Lê Thánh Tôn và đường Phan Bội Châu. Bây giờ Cường tiếp tục đi thẳng vào cái con đường Lê Thánh Tôn để Cường đi dọc theo những cái con phố ở cái khu vực cái con đường Tôn này.
Đây là cái tiệm bún riêu gánh nè, rất là nổi tiếng ở trên con đường Lê Thánh Tông này. Ở ngay cái góc đường Lê Thánh Tông vào đường Nguyễn Hữu Trực thì có một cái quán cà phê rất là chill chill nha. Vương thấy có nhiều bạn trẻ tới đây để chụp coi như check in ở tại cái góc cà phê này. Còn trên cái con đường Nguyễn Hữu Trực thì cũng có cái quán cà phê này, cũng thấy rất là đông, nhiều người đến đây để uống cà phê, quý vị thấy rất là dễ thương. Bây giờ Cường đã ra bên cái con đường Lê Lợi và Cường sẽ đi thẳng bên cái con đường Lê Lợi này. Đây, dọc theo cái con đường Lê Lợi này thì có các cái cửa hàng ở tại đây đã đóng cửa và đã dán bảng cho thuê, tới bây giờ cũng chưa có người đến để người ta thuê, chỉ có một vài chỗ thì có nằm xem là đã sửa chữa lại ở cái góc này nè, còn bao nhiêu thì vẫn tới bây giờ vẫn treo bảng và không có ai thuê. Tình hình kinh tế tới bây giờ vẫn còn dằn dặn kéo dài tới bây giờ, và các hộ kinh doanh dọc theo ở đây vẫn chờ đợi để cho người đến thuê. Nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy tình hình đến bây giờ cũng chưa có yêu cầu khởi sắc trở lại, quý vị. Đây cũng treo bảng đây, đây cho thuê nguyên căn. Cái tòa nhà này đã thay đổi và đã sửa chữa lại rất là đẹp. Đây Fendeli mới nha những quý vị. Nằm ở góc đường Lê Lợi và đường Pasteur. Hiện tại ở Sài Gòn này ở trời đã nắng chang chang ở quý vị, rất là nóng.
Còn cái căn nhà cho thuê này vẫn nằm ì tại đây, tới bây giờ chưa có người đến để thuê. Tâm mua sắm ở Sài Gòn Center này đang chuẩn bị coi như là trang trí cái mùa Noel sắp tới này. Năm nào cũng vậy, Tết hay Noel đều trang trí ở góc này. Đây là trung tâm mua sắm của Nhật Takashimaya. Phương xin phép tạm dừng và khép lại video này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi và đồng hành trên Sài Gòn TV của Phương. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.